Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tiểu Bóng Đá. Kính thưa quý vị, hiện nay thì với đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì đương nhiên rồi, chúng ta đang chuẩn bị và đang có sự suy nghĩ nhiều nhất, đó chính là AFCUP 2022 được tổ chức tại cuối năm nay. Và đương nhiên thì mục tiêu của thầy trò Bauer đó chính là lấy lại được ngôi vương tới từ tay của đội tuyển Thái Lan, bởi chúng ta đã bị mất cái ngôi vương vào tay của họ vào năm 2020 vừa qua. Và có một thông tin khá thú vị, đó là sau cuộc đối đầu với Messi khi mà có trận đấu giao hữu vừa qua thì Charatip đã tuyên bố rằng là sẽ không đá CUP 2022 cùng đội tuyển Thái Lan. Và đương nhiên đây sẽ là một thông tin không vui dành cho các cổ động viên xứ sở chùa vàng. Mới đây thì Charatip có một chia sẻ như thế này: "Tôi luôn theo dõi mạng xã hội và tôi biết rằng có rất nhiều người hâm mộ cổ vũ cho tôi. Tôi cảm thấy xúc động và hạnh phúc. Ngay cả khi chúng tôi thi đấu trong thời điểm mà người hâm mộ bận việc làm thì họ vẫn theo dõi chúng tôi. Tôi cảm thấy thực sự tự hào khi được sinh ra là người Thái Lan và thi đấu cho người mộ xem. Tôi sẽ cố gắng hết sức trong mỗi trận đấu, cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Tất nhiên tôi không biết rằng liệu có thể trở lại thi đấu tại King Cup và thậm chí là AFCUP 2022 hay không. Tôi nghĩ rằng là có thể không chơi được. Tôi nghĩ rằng là cơ thể của mình cần có thời gian để nghỉ ngơi, bởi chưa bao giờ tôi được nghỉ cả một tháng cả. Tôi chỉ được nghỉ ngơi nhiều nhất là một tuần. Và nếu thi đấu liên tục như vậy thì tôi khó đáp ứng được về mặt thể lực. Cuối năm nay thì có lẽ rằng người hâm mộ sẽ không thấy tôi thi đấu đâu." Đó là những gì mà Charatip có tiết lộ là không thể đá AFCUP 2022. Và Charatip thì cũng cho rằng là anh ta cần có sự lựa chọn giữa các thể đấu và muốn nghỉ AFCUP để có được thể trạng tốt nhất chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Messi Thái có lý giải như sau: "Thực ra thì giải nào đối với tôi cũng quan trọng thôi. Tôi chỉ cảm thấy cần được san sẻ cho nhiều cầu thủ khác. Bây giờ không lo chuẩn bị và xây dựng lực lượng thì đến cuối thế hệ của tôi khó có người mới để mà thi đấu tốt được. Nếu chúng ta có những cầu thủ giúp nhau tiến bộ thì có phải là tốt hơn không? Vì đội tuyển quốc gia thì trận nào cũng quan trọng cả. Có thể tôi thi đấu ở nước ngoài cho nên không được thuận lợi trong các giải đấu cùng đội tuyển quốc gia. Bản thân của tôi thì đã bị chấn thương khá nhiều. Có thể là do tôi mệt mỏi. Nếu về thi đấu tại King Cup hay là AFCUP mà tôi bị chấn thương thì không tốt cho cả tập thể lẫn cá nhân của tôi nữa. Nếu tôi không được đá tại Asian Cup 2023 thì đó là thiệt thòi cho bản thân của mình và đương nhiên là thiệt thòi cho cả đội tuyển quốc gia Thái Lan nữa." Và như vậy là với phát biểu như thế này thì rõ ràng là ông Poking gần như là đến 99,9% sẽ mất Charatip tại King Cup cũng như là AFCUP 2022. Và đương nhiên việc thiếu vắng một ngôi sao lớn nhất của đội tuyển thì sẽ giúp cho Thái Lan sẽ giảm đi khá nhiều những cái cơ hội để vô địch. Và ông Poking cũng phải lo lắng về tương lai khi mà xác nhận hợp đồng vào năm sau. Và ngay sau khi cái thông tin này có được thì trên trang chủ của Asian Football cũng đã đưa ra những thông tin về những phát biểu này của Charatip. Đã có rất nhiều cái bình luận ở phía dưới. Những cổ động viên Việt Nam chúng ta cũng ở bình luận, cổ động viên Thái Lan và Indonesia bình luận khá nhiều. Với các cổ động viên Việt Nam thì chúng tôi thấy rằng là hầu như tất cả chúng ta cũng đều có những bình luận như thế này. Tất cả đều có một thừa nhận rằng thực sự là Charatip Songkrasin là một cầu thủ đẳng cấp nhất tại Đông Nam Á hiện nay. Và đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều những so sánh với cả Nguyễn Quang Hải. Đương nhiên thì mỗi một cầu thủ đều có một cái điểm mạnh khác nhau, điểm yếu khác nhau. Còn với chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng Quang Hải thực sự vẫn là một cầu thủ rất tuyệt vời. Và có lẽ rằng cũng chẳng thua kém gì nhiều so với cả Charatip cả. Thậm chí thì có những khía cạnh mà Quang Hải còn tốt hơn khá là nhiều. Thế nhưng để mà đánh giá chung tổng quát về sự thành công hiện nay thì rõ ràng là Charatip vẫn đang là đứng số 1 tại Đông Nam Á rồi. Một cầu thủ có được chỗ đứng trong một đội hình chính thức của một câu lạc bộ hàng đầu tại Nhật Bản thì không thể nói rằng là cậu ấy không giỏi được. Thế nhưng với phát biểu của Charatip thì tôi nghĩ rằng là thực sự là cậu ấy cũng chưa thật lòng. Bởi giống như người đại diện của Quang Hải cũng đã có những phát biểu rất là thẳng thắn như thế này. Ông ấy có nói rằng là hiện nay thì Quang Hải đang thi đấu tại Pháp và việc nếu phải về thi đấu tại những giải đấu như là SEA Games hay là AFCUP thực sự là ảnh hưởng rất nhiều đến những cầu thủ khi mà được ra nước ngoài thi đấu, đặc biệt trước đây đó là Văn Hậu khi mà thi đấu tại SEA Games 30 vừa qua. Và cậu ấy đã phải trả giá với sự nghiệp của mình. Đó là những lời nói rất thẳng thắn mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên chấp nhận được câu nói như vậy và phải hiểu là cái công việc cũng như là vị trí của Quang Hải hiện nay đang là như thế nào. Còn để nói rằng mà không về thi đấu tại AFCUP là do vấn đề thể lực không đủ hay là gì đó thì thực sự là cũng không hẳn đâu. Rõ ràng là Charatip thì cũng rất mong muốn về cái sự nghiệp của mình và đương nhiên thì tôi nghĩ rằng là các cổ động viên của Thái Lan họ cũng hiểu thôi. Bởi được chứng kiến Charatip được thi đấu ở nước ngoài như vậy là họ cũng cảm thấy khá là vui. Còn việc Charatip có về được thi đấu tại những giải đấu như là AFCUP hay không thì đó là một câu chuyện khác. Và việc được thi đấu tại Asian Cup 2023 thì có lẽ là rằng là tốt hơn so với Charatip.
bản thân cậu ấy như vậy. Bởi vì chúng tôi mới nói rằng là không phải là vấn đề về mặt thể lực đâu, đương nhiên là vẫn có thể trở về thi đấu một cách bình thường được, nhưng khi đó nó đương nhiên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái cơ hội của chính Chanathip tại Nhật Bản, và cũng giống như là Quang Hải không thế thôi. Trong thời gian tới thì cũng có thể là đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta sẽ không có được sự phục vụ của Quang Hải. Đó là điều mà các cổ động viên Việt Nam chúng ta cần chấp nhận. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là việc hiện nay Chanathip không có mặt tại đây thì đó cũng là điều tốt dành cho Thái Lan thôi, cũng giống những gì mà Chanathip đã chia sẻ. Thế nhưng với các cổ động viên của Thái Lan vừa qua, sau khi mà Chanathip có một thông báo như thế này, thì một số các cổ động viên của Thái Lan lại vẫn tỏ ra khá là kiêu ngạo khi mà nói rằng là trước đây khi mà cứ có ca Chanathip ở trong đội hình thì Việt Nam chưa bao giờ thắng nổi Thái Lan cả. Và quả thực thì cũng thật sự là như vậy thật. Chúng ta gặp khi mà đối đầu với đội tuyển Thái Lan thì chúng ta vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Và đương nhiên thì với Chanathip thì gần như cầu thủ này nó chiếm tới đến 50% sức mạnh của đội bóng này. Bởi chúng ta thấy rằng khi mà không có Chanathip thì Thái Lan đã thi đấu thực sự khó khăn như thế nào. Thế nhưng có cầu thủ này thì sự khác biệt lớn hơn rất nhiều. Vì vậy mà đương nhiên các cổ động viên của Thái Lan họ đang rất tự tin vào những cầu thủ con cưng của mình, đặc biệt ở đây đó chính là Chanathip. Thế nhưng ở giải đấu sắp tới thì khả năng cao là Chanathip sẽ không có mặt ở giải đấu này. Và chính cái điều này khiến cho các cổ động viên của Indonesia thì chúng tôi cũng đã đọc được khá nhiều bình luận tới từ các cổ động viên của nước này. Họ nói rằng là hiện nay Chanathip mà không có mặt thì Indonesia gần như chắc chắn là sẽ vô địch AFF Cup 2022. Thực sự là khá là tự tin. Còn với cá nhân chúng tôi thì đương nhiên hiện nay đội tuyển Indonesia cấp độ của họ cũng đã tiến bộ nhiều. Thế nhưng với những cuộc đối đầu vừa qua thì chúng tôi vẫn chưa thấy được là họ có thể là mang đến sự bất ngờ trước đội tuyển Việt Nam. Chỉ có điều là họ chỉ cầm hòa thôi. Và vừa qua thì chúng ta đã thấy rồi, khi mà thất bại trước Thái Lan thì đội tuyển Việt Nam chúng ta đã không thể lọt qua được trận chung kết rồi. Và với Indonesia mà khi gặp Thái Lan thì họ cũng gần như tắt điện hoàn toàn. Đương nhiên khi đó thì có Chanathip. Thế nhưng giờ đây khi mà không có Chanathip thi đấu tại AFF Cup 2022 thì chúng tôi rất mong muốn xem rằng kiểm chứng sức mạnh của các đội tuyển hiện nay sẽ là như thế nào. Thế Park thì cũng đang đặt quyết tâm rất lớn, đó là sẽ lên ngôi vô địch. Còn đương nhiên với các cổ động viên Việt Nam chúng ta, sau một năm mà chúng ta bị người Thái vượt mặt tại giải đấu này thì đương nhiên chúng ta cũng rất mong muốn chúng ta sẽ trở lại, sẽ có được ngôi vô địch. Thế nhưng các đối thủ khác thì họ cũng vậy thôi, họ cũng rất cố gắng, họ cũng rất quyết tâm. Vì vậy mà đương nhiên khó khăn vẫn là rất lớn dành cho đội tuyển Việt Nam. Quý vị và bạn nhận xét như thế nào với thông tin này thì cũng có thể để lại một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Thuần Lái nhé. Còn thông tin cũng rất liên quan đến cái thông tin này, đó chính là Quang Hải. Thì như tôi đã nói, có thể là Quang Hải sẽ không thi đấu được tại AFF Cup 2022. Đương nhiên đây sẽ là một thiệt thòi mà cũng là một mất mát rất lớn dành cho đội tuyển Việt Nam và cũng mang đến khá nhiều nỗi buồn dành cho các cổ động viên của bóng đá nước nhà. Thế nhưng với Quang Hải hiện nay thì có lẽ rằng là chúng ta cũng nên có một cái chút gì đó là thông cảm cũng như ủng hộ cho cậu ấy, và chúng ta sẽ có được Quang Hải trong những giải đấu quan trọng hơn. Hiện nay thì Quang Hải thậm chí cũng đã nhận được rất nhiều những cái lời bình luận tích cực từ chính các cầu thủ của đội nhà, và đặc biệt mới đây là một ngôi sao của câu lạc bộ FC, đó là tiền vệ tấn công Hari Savet, đánh giá rất cao kèo trái của Quang Hải. Tin cho rằng đồng đội của người Việt Nam hiện nay còn khá rụt rè và vẫn chưa hiểu rõ về cái môi trường mới ở câu lạc bộ FC. Quang Hải hiện nay thì cũng chỉ là mới gia nhập câu lạc bộ FC cách đây có ít tháng thôi và vẫn đang trong quá trình hòa nhập với các đồng đội mới của mình. Và lúc này thì các cổ động viên bóng đá của Việt Nam chúng ta cũng đang rất hồi hộp chờ đợi xem là câu lạc bộ FC sẽ sử dụng Quang Hải như thế nào trong các trận đấu chính thức tới đây. Và những tín hiệu tới lúc này thì đương nhiên là rất khả quan, bởi trong cả 4 trận đấu giao hữu vừa qua thì Quang Hải cũng đều ra sân. Và chia sẻ với truyền thông thì ngôi sao của câu lạc bộ FC đó là Hari Savet đánh giá rất cao năng lực Quang Hải khi mà nói rằng do gặp rào cản ngôn ngữ cho nên Quang Hải ở cùng một phiên dịch viên. Người đó dạy cho Quang Hải những từ cơ bản về bóng đá và tên gọi của chúng tôi. Mọi thứ tiến triển là rất tốt. Dù vậy cậu ấy đôi khi gặp trục trặc khi mà giao tiếp ở trên sân. Gặp trục trặc thì cũng là bình thường thôi, vì Quang Hải đến từ một đất nước xa xôi và cần phải học hỏi rất nhiều. Thế nhưng cậu ấy đã rất nỗ lực và tiến bộ rất nhiều so với lúc mới ra mắt. Quang Hải là cầu thủ rất đáng xem và chúng tôi cũng thấy chân trái cậu ấy thực sự rất hay. Cậu ấy vẫn còn chút rụt rè vì chưa hiểu rõ về môi trường mới. Chúng tôi động viên cậu ấy hãy bỏ qua những rào cản này. Và tôi cũng như toàn đội sẽ liên tục vỗ vai và nói rằng Quang Hải, cậu ở đây vì cậu đủ giỏi, đơn giản như vậy thôi. Đó là những gì mà Savet có chia sẻ. Và vừa qua thì quyết định đến châu Âu của Quang Hải đương nhiên
là cậu ấy đã biết mình, biết người và biết mình sẽ phải đối mặt với những cái gì. Nhưng thực tế là va chạm với các thách thức lớn có thể là khiến cho Quang Hải phải cần phải suy nghĩ rằng là cậu ấy sẽ phải nỗ lực hơn. Ngoài việc là nâng cao về vấn đề mặt thể lực thì Quang Hải cũng cần tập những chế độ dinh dưỡng riêng biệt và phù hợp nhất nhằm tăng cường cơ bắp để có một thể hình dày dặn hơn. Và ông Thua Lốt thì cũng cam kết cho Quang Hải là sẽ có thời gian. Mặc dù chỉ là giao hữu thôi, nhưng hai thất bại toàn diện trước các đối thủ cùng hạng thì cũng khiến cho đội bóng này đang gặp khá nhiều khó khăn. Mà nếu bị cuốn vào trong những trường hợp phải đua trụ hạng sớm thì chiến lược gia 58 tuổi này đương nhiên sẽ phải giữ đến những giải pháp an toàn thay vì mạo hiểm với các tân binh. Vì vậy mà đương nhiên là cơ hội sẽ dành cho Quang Hải sẽ còn khó khăn hơn nhiều. Thế nhưng giờ đây tất cả những điều đó có lẽ cũng không làm khó được nhiều Quang Hải. Cứ tất cả sẽ phụ thuộc vào chính cái sự nỗ lực của Quang Hải mà thôi. Và hiện nay thì Quang Hải cũng đã có rất nhiều sự thay đổi và một trong số đó chính là vấn đề về mặt ngoại hình. Bởi hiện nay rất nhiều các cổ động viên người hâm mộ cũng nhận xét rằng là sau khoảng hơn một tháng tại câu lạc bộ Pau FC thì ngoại hình của Quang Hải đã thay đổi rất nhiều và dễ dàng nhận thấy rằng Quang Hải đã đen hơn, gầy hơn trước và đã săn chắc hơn trước khá là nhiều. Và nhiều người hâm mộ bóng đá có nhận định rằng là có lẽ rằng cái môi trường mới cần có sự tập trung cao hơn rồi là tập luyện một cách chăm chú hơn cho nên Quang Hải có sự thay đổi khác biệt như thế này. Hy vọng với những gì mà Quang Hải đã tiếp thu được trong quãng thời gian vừa qua với sự nỗ lực và đồng đội của anh thì cũng đã giúp đỡ cho Quang Hải khá nhiều trong thời gian vừa qua thì Quang Hải sẽ sớm có được chỗ đứng của mình ở câu lạc bộ Pau FC và hy vọng rằng là Quang Hải sẽ thành công. Còn tới đây thì bản tin của Tuổi Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tuổi Bóng Đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành, luôn theo dõi và đã luôn ủng hộ cho Tuổi Bóng Đá trong suốt thời gian vừa qua. Xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.